Vâng, xin chào quý bà con. Xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục theo chân với bà Thật tham dự phiên chợ vùng cao quý 3 năm 2019 tại huyện A Lưới. Bạn rất là to đủ. Bà Thật hôm nay sẽ quay cho các bạn xem các hoạt động trong phiên chợ vùng cao đợt này, diễn ra từ ngày 19 đến 20. Đây, đầu tiên là rau sạch. Đây, chị bán rau sạch nhá. Rau sạch, nấm, hạt dẻ, mít, các đặc sản của A Lưới. Đấy, đẹp. Đây là dâu rừng, rất là chua. Gian hàng đầu tiên. Và thứ hai là các đồ lưu niệm. Các đồ lưu niệm đây được làm bằng từ vải dẻm của A Lưới, được thiết kế rất là đẹp, rất sạch. Đây xin giới thiệu với quý vị, đây là chủ tịch hội chữ thập đạo huyện, chị Phạm Phương. Đây, đây là một cối cũng được thiết kế có viên vải giang rất đẹp. Đây, gian hàng thứ hai. Và xin tiếp tục giới thiệu với quý vị đến với hội như là quay gian hàng tiếp theo, các đặc sản núi rừng. Em mở cửa. Xin chào chị. Đây là chị bán hàng rất đẹp. Chị có thể giới thiệu về các sản phẩm mặt hàng của mình được không? Đây là gồm check mắm cá suối. Đấy. Đặc sản A Lưới, dâm bông, thịt lợn. Toàn các đặc sản của đời mình. Cá 100k đấy các bạn ơi. Bò Lưới 200k, 240k. Đây các loại ớt nhỏ nhưng mà rất là ngon, cay thật đấy. Đây đây đây, chị bà đang đây đó. Đây giới thiệu mật ong rừng này các bạn ơi. Chào chị nha, cho phép quay phim nhá. Các loại nấm, măng khô, gạo ra dư, nhiệt than, rất ngon. Đây là nấm lên chi chị hả? Chấm cà. Quý vị gây ủng hộ đấy ạ. Để tiếp tục nhé. Chị mặc áo thổ cẩm rất là đẹp. Tiếp theo là các đồ lưu niệm. Các mật ong rừng, rồi muối ớt, dâm bông. Đây, các đồ lưu niệm rất là đẹp. Dày làm từ chất liệu vải dẻm A Lưới, bông hoa tươi. Đây, đây là các cô bán hàng đây. Đấy, đang cuốn len đấy. Và trong
phiên chợ vùng cao hôm nay chúng ta sẽ mời các bạn cùng đến với phần dệt trang rất là đẹp của chị. Đang quay phim ơ chị. À lừa dệt trang. Đây, bàn tay khéo léo của người phụ nữ xà ôi và những tấm vải dệt được dệt nên rất tinh xảo. Đây, một em bé mặc áo thổ cẩm rất là đẹp, dễ thương. Và xin giới thiệu với quý vị một tấm vải da như thế này, theo dệt rất nhiều công đoạn và rất tốn nhiều thời gian để có một sản phẩm da như thế này. Đây là các đôi dài áo nam áo nữ. Đây các chị đang mua hàng của các bạn đấy. Chân váy thế mình mặc cái chân váy. Xin mời các bạn chúng ta tiếp tục. Đang live stream à? Chưa không, đang quay thôi chứ. Chúng ta cùng đến với gian hàng của chị Họa Mi Chim Hót. Chị Họa Mi Chim Hót. Đấy. Giới thiệu mặt hàng sản phẩm đây là đặc sản của Quảng Trị. Các bạn thấy muối ớt đồng bào của chị Họa Mi đấy. Trong ca và đẹp. Và đẹp à? Bạn đẹp rồi ăn là ớt đấy bạn ơi. Ớt nhìn đây rất là ngon, cay. Và bạn gạo năng dư. Là chị em sau sinh này. Chúng ta cũng đến với các chị đầu bếp tham quan. Chị Hoa Mi đang ta chôn đây. Trời ơi, mày ở chôn lưng cư một tầm hả chạy? Chàng trai cô gái bên bếp lừa hồng hả chạy? Đây là chị Hoa Mi, người con của núi rừng đây. Đấy, chị đang nướng thịt đây các bạn. Đấy, rất là tuyệt vời. Một chiên này bao nhiêu tiền rồi chị ơi? Một chiên 15.000 rất là rẻ. Các bạn lên trên này ăn luôn ạ, cội nguồn ăn lưới. Đấy, diễn ra trong 2 ngày thôi ạ. Đây, đây là món món ăn mà không? Tà lục tà lão ở trà quả ngon, mình rất là kết món này. Đấy, một món tà lục tà lão. Và đây là những bàn tay các chị đang làm việc này ạ. Cùng nói thật thưởng thức món rượu đuốc. Đây. Tiếp tục lại nữa. Dạ, mẹ có mẹ về anh nhỉ. Đây xin review cho các bạn đây là món rượu đuốc. Sản của lưới rất là ngon. Đấy, có màu trắng được làm hoàn toàn từ cây nhựa cây cây đuốc nhựa đúng đỉnh đây là các bác đang uống còn rượu đâu mà đang mua được đây là anh Thoại uống này răng cái đang kể chuyện rất là hay. Tiếp tục để với gian hàng tiếp theo nhá. Đây đây sao các chị. Đây, các chị mặc áo thổ cẩm rất là đẹp. Dạ về quay em ạ. Nên mình chụp ảnh. Này, hôm nay là được giải trí nữa. Giải ba hả? Rồi. Được gì? Hay rồi đó. Đây là món rau rợn. Đấy. Hoàn toàn từ rừng này các bạn ơi, lấy về từ rừng này. Em xem cái gì chứ?
quạt á. Món này là món này. Xoài tỏi lăn. Xoài tỏi lăn. Gì căng ruột là nuôi con sen. Rồi. Đây. Nó là món cá sấu. Tiêu, tiêu à? Tiêu rừng, tiêu rừng đây các bạn ơi. Đây, tiêu rừng toàn là đồ rừng hết. Và đây, đặc biệt cơm lam đặc sản của A Lưới này. Và đây là bắp này. Bắp này rất là ngon. Nướng và luộc rất là ngon. Đây là bánh á quất, bánh đặc sản, bánh sừng trâu, bánh tình yêu, rất nhiều tên gọi. Đây là chị bán hàng ấy. Đây. Xin giới thiệu đây là các bạn ơi, đây là chị Thu Sương. Đấy. Chị Thu Sương đang mua hàng đấy ạ. Em đang bán. Đang hả? Bán hàng á? Em đang bán để mời chị Thu Sương giới thiệu đi, giới thiệu sản phẩm đi. Rồi, xã Ngon. À Ngon Sơn Thủy kết hợp giữa các chị. Lúc nãy các chị là đặt giải chi hả? Giải nhi à? Nhóm của chị là đặt giải nhi. Giải nhi rồi, giải nhi. Dàn hàng trưng bày đấy các bạn ơi. Đấy, toàn đặc sản luôn. Rất là dân dã. Rồi xạ, rồi nghệ. Mang. Đây. Đấy, chị này vừa nhận gương điển hình phụ nữ tiên tiến giai đoạn 2014-2019 này. Chị Thu Sương. Lát đăng ký kênh của Bá Thuật lên xem nhá. Lên YouTube xem nhá. Đây review hết cho các bạn luôn này. Đây các bạn ơi. Tiếp theo là gian hàng này. Đặc sản của mình ở đây là chuối ba lùn và chuối tiêu. Các bạn thấy chuối tiêu này. Ba lùn. Chuối ba lùn á? Được dự án Thực Sự Xanh công nhận là gia lùn là một trong những chuối đặc sản nhất của người Gia Lưới. Đặc sản nhất rồi, chị giới thiệu luôn ạ. Đây, đây là chị giới thiệu. Đây một cô bé rất là dễ thương đang bán hàng này. Đi mua ngô lúc này nhưng mà mua bờ bờ bạc sáu. Mua đi, mua của em. Em bỏ nó tăng. Nướng, nướng, đây nướng đi. Đây nướng đi. Hai quả nữa nha. Đây, đặc sản của ngày hôm nay. Đây là cái này lạ lạ các bạn ơi. Giới thiệu các bạn đây là củ sắn. Sắn mị. Sắn ai cũng đúng, sắn to, sắn nhỏ cũng ai đúng. Sắn to. Sắn to rồi. Đây khoai. Các bạn thấy đặc biệt không? Khoai, khoai rất là to. Khoai. Sắn nhỏ người ta ngon hơn sắn to. Đây đồng chí chị Thuyết đang bán hàng. Chị giới thiệu về sản phẩm đi chị ơi. Đấy. Toàn mặc áo thổ cẩm rất là đẹp các bạn ạ. Đây là tiêu rừng. Tiêu rừng. Sắn là chân hạt của tôi. Và lại đây là gạo gạo nếp, gạo nếp. Gạo nếp. Đây là gạo nếp. Gạo nếp nên là mình trồng rừng rừng phải không ạ? Nương rẫy phải không? Hay là trồng ruộng? Rẫy, rẫy ruộng cũng được. Rẫy là thường thường ngon hơn. Đấy. Đây là chị đang selfie. Đây là các đồ lưu niệm. Lưu niệm. Bông tai rất là đẹp. Này. Trang sức đồ lưu niệm nhiều lắm. Số pro giao em đi thề. Đây là nếp máu. À không, nếp than, xin lỗi. Đây là rơ dư, rơ dư. Mật ong rừng. Đây là rơ dư. Cái này không phải là nếp mà có tiết, nếp có tiết là màu đỏ. Trên chợ vùng cao A Lưới. Đây đây. Các loại rau. Rau tươi, rau sạch. Đây là gian hàng của xã Mô đấy chị. Hồng Quang, Hồng Quang. Hồng Quang với xã Mô nữa. Hồng Bắc. Đây là đọt sắn đấy. Càng bà có hề là tua sắn.
toàn bộ. Còn ở bên nào chưa quay phim rồi? Hết rồi các bạn ạ. Sau khi đi một vòng này, tôi giới thiệu cho các bạn Indo người. Và riêng phiên chợ vùng cao của A Lưới thì sẽ tổ chức 4 năm một lần, cứ 3 tháng là diễn ra một đợt để cho bày bán các tập xã rồi cá nhân bày bán các sản phẩm Việt Nam và các sản phẩm của Việt Nam, đặc sản của núi rừng. Đấy, toàn thể toàn cảnh. Đây, một chị mặc áo dài màu xanh. Tăng năm ni đem sản phẩm ý ra chị Hòa Mỹ. Chị viên được nhiều. Trung tâm. Chú em à? Chủ yếu là quảng bá thôi. À, chủ yếu là tham dự phải không? Đây đây. Chị Hòa Mỹ chính hot. Hello, xin chào mọi người. Rồi. Đây là phía sau của nguồn ăn đấy, rất đẹp. Tạm biệt các bạn nhé. Bây giờ bà Thật kết thúc quay phim đấy. Và hẹn các bạn ở dịp sau sẽ phong phú hơn.